Viramani Stop Đăng Samanh Yami. Còn xin bây giờ điều học là vị tránh xa sáng sai giờ. Nạn chì ta hoa đi ta huy su ca đa sa la ma la gan tha huy lê ba na tha ra na man da na huy phu sa na tha na huy la ma ni sa ba nung sa ma dạ mi. Còn xin bây giờ điều học là vị tránh xa sa mô hát khô kèn đèn xin mô hát nghe đèn kèn trăng đêm khô mật thơm dù vẫn và đẹp càng hoa. Unchai saya namaha saya nam vela mani sao bằng samadhi yami. Còn xin mình điều học là vị tránh xa cho nằm ngồi đã quá cao và xinh đẹp. Manatibhata vela mani sikha badang samadhi yami. Con xin vâng dự điều học là cô ấy đánh xa sự sạc sanh. Adinna Dana Vairamani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cô ấy đánh xa sự trộm cắp. Aramacharya Vairamani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cô ấy đánh xa sự thông dâm. Mẫu Sa Wada Vairamani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cô ý đánh xa sự nói dối. Surame Rayamat Chappamadathana Vairamani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cô ý đánh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Vikalapochana Vairamani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự ăn sai giờ. Đăng ca ghi ta qua đi ta vi su ca da sa na ma la gan tha vi lê va na tha sa na mang ma na vi pu sa da tha na Vairamani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự mua hát thổi kèn đờn. Xem mua hát nghe đờn kèn trang điểm tho vật thơm dội phận và đeo trạng hoa. Ucha sayanamaha sayana Vairamani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang athang ga samang na ga tang bu thap ban nha tang u bo sa thang imang cha ra tinh imang cha di wa sang samma de wa ati ra khi tum samma di ya ma. Chúng con xin thọ trì ba quan trai giới tròn đủ tam điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và điểm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Ít mai ni a tha sĩ ca bạc đà ni u bồ sa tha sĩ la hoa sê na i man cha ra tinh i man cha đi hoa sẵn sa thúc tăng ca tô a ngọc ba ma đê na sầm ma rắc thị tạp băng. Thưa Phật tử, sau khi tọa trì tâm quy và bác quan trai giới nơi tâm bảo rồi, phải đang quy giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, và chúng con xin vâng. Sì lê na sư phát tinh doan tị sì lê na phô cát sâm bá đài sì lê na sư phát tinh doan tị ta sư mai sì lăng vị sổ thát dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dịp giới được giàu sang, cũng nhờ dịp giới được giải thoát niết bàn, cũng nhờ dịp giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thai uất ta mang ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng sâm và ruột ta mang buốt thể vô khali tâu đô sơ buốt thơ khamatu tăng mà măng
Uttamang ghe na quan đề hăng thầm anh cha đức vi thần và răng thầm mê vô khá li tô đổ sâu thầm mơ khám mặt tu tăng mà măng. Uttamang ghe na quan đề hăng sang khanh cha đức vi thốt tam ăn sang khê vô khá li tô đổ sâu sang khô khám mặt tu tăng mà măng. Ya dần ra thái sinh thăm ăn tu sinh thăm ăn tu sinh thăm ăn tuy đăng phá lăng mê ta sinh vất vả nát tay yasmin sâm bát sài đần chim ta số cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thu lành thai chư thiên hư trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều động sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài viên thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy mắt quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lấy bãi tâm bảo sám hối và thọ trì quy giới do phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo được ra kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật vô mát được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, hôm nay con đã lễ bái tam bảo trải hết 4 phút rồi, mặc dù con cố gắng bám tắt. Dạ, bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con thấy ngài thì đưa bài số 11, nhưng mà trong room có vị nói là học câu 11 rồi, và con cũng có gửi câu số 12 qua ngài rồi. Nếu ngài cho học bài nào thì con học bài đó, con không biết gì hết. Và con kính nhân mít đến ngài. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến ngài ạ. Alo, 123, 123. Trước tiên, chân lễ Chư Tôn, Chư Đức Tăng, trong những nét nghe mà Chư Tôn được rõ. Xin chào quý vị sư, quý cô trụ nữ. Xin chào Chư Việt Nam, tiên nữ. Xa thú, mà quý vị nhận định rất là chính xác. Bài 11 chúng ta đã học rồi, hôm nay học bài 12 ha. Nhầm. Cái này chúng ta đưa lên số 11, thật sự ra số 12. Quý vị quan hỷ ha. Xin Nhật Quỳnh quan hỷ chỉnh lại dùng ha. Trước khi chúng ta đi vào bài học số 12, tức là câu 11 và câu 12, hai câu này có sự liên quan lẫn nhau. Xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo Rất là nát tư giá sá quân đà mỹ Phước thô má hề xì Á thần tất thài các cầu lồ Phước tạm mồ sá phá gá rù Hí chệ thá cầu lồ Cá sá sá thài Chánh là đầm mó phù Quý đồ quân đà má hành tầng Nó ra phù
Cái này giác tâm. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài trí thức không đôi chân bằng, pháp ly truyền ngã tối chăng, tôi thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương pháp trọng, con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung nhân dân cũng dưỡng. Tham mô bá đi vô yá tá sá sáp tu nô lô ca lâm mần thá sá vui nà ca rô cô sáp văn nhu bút thâm bá thí phù phí sần nhá tô vạch đà má hành tầng đá ra phù. Cái này giá cầm pháp bảo với như ánh vàng như la sư sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lật dục sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu vi số thô chú vết tá sát xa của cô sức thà chú tà mô quá tá thầm mà sức thà cô liền đà với sân xà dí an hà ta rù quá rù quân đà mà hành tầng nó ra phù. Cái này giác cần tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa liệt thiệt pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hi đáng cho công chúng nhớ gì cũng vừa. Ra tận ở thế gia tề chê nó sẽ tha mê tu á thanh lặng ta xa bí à nút qua về nó sẽ hạ xa về nó sẽ chặt tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật duy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần cảm dương ân đức tam bảo đã xong ha. Tôn Phật ngôn số 12. Alo quý vị nghe âm thanh vừa phải, hay là lớn, hay là to, hay là nhỏ, à xin để được điều chỉnh ạ. Nghe vừa không ạ? Hơi nhỏ ha. Wow. Hơi nhỏ. Hơn mọi khi là cho hơi nhỏ mà còn hơn mọi khi. À, hơi nhỏ. Số 30 rồi còn nhỏ như nữa. Alo, quý vị trẻ chụp cười sao mà. Như vậy là tốt lắm rồi, sao mà nhỏ nữa. Quý vị trẻ chụp thì kiểm tra. Đúng rồi, âm thanh bị tụt. À, quý vị quan hệ hả? Âm thanh bị tụt. Rồi, bây giờ là thấy chân đâu rồi đó. Rồi, quý vị quan hệ. À, cả số âm thanh đã bị tụt xuống. À, để số 30 là tương đối cũng lớn lắm rồi. À, bây giờ là rõ ha. Trời ơi, hỏi âm thanh con người nói chuyện nghe có rõ hay không? Mình nói rằng nghe gà gáy mà không nghe chó sủa. Không khổ thế vậy. Rồi bây giờ chúng ta học ha. Câu Phật ngôn số 12. Sa răn chá sa ra tô nhắc tòa sa răn cha sa ra tô nhất tòa sa răn cha sa ra tô nhất tòa. Câu số 2 ha. A sa răn cha a sa ra tô a sa răn cha a sa ra tô a sa ran cha a sa ra tô. Chúng ta ôn lại hai câu này. Sa ran cha sa ra tô nhất tòa a sa ran cha a sa ra tô sa ran cha sa ra tô nhất tòa a sa ran cha a sa ra tô sa ran cha sa ra tô nhất tòa a sa ran cha a sa
lát đồ. Đây, câu 3, câu 4 nha. Tê sa răng nạ a thi gác chăn tí. Tê sa răng a thi gác chăn tí. Tê sa răng a thi gác chăn tí. Câu cuối cùng. Sâm ma sân cấp ba gồ chá ra. Sâm ma sân cấp ba gồ chá ra. Sâm ma sân cấp ba gồ chá ra. Rồi, chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Tê sa răng a thi gát chẳng tí sâm ma sân cấp ba gồ chá ra. Tê sa răng a thi gát chẳng tí sâm ma sân cấp ba gồ chá ra. Tê sa răng a thi gát chẳng tí sâm ma sân cấp ba gồ chá ra. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Sa răng cha sa ra tô nhắc tòa a sa răng cha sa ra tô tê sa răng a thi gan thành tu sam ma sang cấp ba gô cha ram. Sa răng cha sa ra tô nhắc tòa a sa răng cha sa ra tô tê sa răng a thi gan thành tu sam ma sang cấp ba gô cha ram. Chúng ta còn một giọng đọc nữa chứ không phải là đọc liền một hơi như vậy. Đọc liền một hơi nếu mà quý vị có hơi sức tốt. Còn cách thứ hai chúng ta đọc một lần hai câu thôi. Bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm nên chúng ta có thể dừng lại và cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Sa răng cha sa ra tô nhắc tòa a sa răng cha sa ra tô tê sa răng a thi gan chẳng tí sâm ma sân cấp ba gô cha ra. Sa răng cha sa ra tô nhắc tòa a sa răng cha sa ra tô tê sa răng a thi gan chẳng tí sâm ma sân cấp ba gô cha ra. Như vậy thì về cái giọng kinh trường âm và đoạn âm thì chúng ta có hai cách đọc. Một cách đọc thứ nhất là chúng ta chia làm hai câu và dừng lại cuối câu số 2. Cách thứ hai thì quý vị nhuần nhuyễn quý vị cảm thấy rằng ồ cái bài này dễ, làm một hơi luôn quý vị làm được như vậy thì quá tốt. Rồi, đó là giọng kinh ha. Còn bây giờ qua giọng kệ thì chúng ta đọc làm sao đây? Giọng kệ thì chúng ta đọc cũng một lần hai câu để mà nương nhau lên và xuống cho có âm điệu ha. Xả răng cha xa răng tô nhanh tổ hoàng xa răng cha xa ra tô tê xa răng thì ra chân tiên sầm mai sầm cấp ba cố cha ra xa lanh cha xa ra tô nhân tô hoàng xa lanh cha xa ra tô để xa răng thì ra chân tiên sầm mai sầm cấp ba cố cha ra xa lanh cha xa ram tô nhân tô hoàng xa lanh cha xa ra tô để xa lanh thiên ra chân tín sam ma sang cấp ba gu cha ram
chân thật, biết chân thật, không chân, biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Rồi mời Sích Meta, Sích Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin trả bài cầu Phật cú số 12. Sarancha sarato nyattva asarancha asa rato te sarang athigacchanti samma sankap bago chara. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sa trường âm thông thường, ranh trường âm nhấn, chá đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường, nhát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, á đoạn âm, sa trường âm thông thường, ranh trường âm nhấn, chá đoạn âm, á đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường, sa ranh cha sa ra tô nhất tòa, a sa ranh cha a sa ra tô. Và con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tê sa hai trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thí hai đoạn âm, gắt chanh hai trường âm thông thường, hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, xăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, xăng cấp hai trường âm nhấn, bá đoạn âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường, tê sa răng a thi gắt chanh thi xăm ma xăng cấp ba gô chá ra sa răng chá sa ra tô nhất tòa a sa răng chá a sa ra tô tê sa răng a thi gắt chanh thi xăm ma xăng cấp ba gô chá ra sa răng chá sa ra tô nhất tòa a sa răng chá a sa ra tô tê sa răng a thi gắt chanh thi xăm ma xăng cấp ba gô chá ra. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa ranh cha sa ra tô nhất tòa a sa ranh cha a sa ra tô tê sa răng a thì gắt chanh tì sam ma sang cấp ba gô cha ra. Và con đã đọc và kể xong, có chỗ nào sai sót xin Ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa. Và con nhường mic cho cô Kim. Con xin kính chào sư Trí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Hai người, ba người, bốn người. Bốn người, vậy là nghe rõ rồi. Vậy tốt. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu số 12. Cảm ơn anh Trần post bài nha. Nhưng mà thường tôi không có đọc trong screen đâu. Nó chữ nhỏ quá, màn ảnh của tôi chữ nhỏ lắm, tôi không có đọc đâu. Tôi không có dòm trong đó đọc được đâu. Dạ con xin bắt đầu đọc kinh Pháp Cú, trả bài kinh Pháp Cú câu 12. Sarancha sarato nhắc to asarancha asarato te sarang atigak chang ti samma sankhappago chara
sa ran cha sa ra to nhắc to a sa ran cha a sa ra to te sa ran ác ti gắt chẳng ti sầm mà sằng khắp ba gồ cha ra. Phân tích câu 1, câu 2. Sa trường âm thông thường, ran trường âm nhắn, chá đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường, nhắc trường âm nhắn, toa trường âm thông thường. Câu số 2. Á đoạn âm, sa trường âm thông thường, ran trường âm nhắn, chá á hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Sa ran cha sa ra to nhắc to a sa ran cha a sa ra to te sa ran a ti gắt chẳng ti sam ma sang khắp ba gồ cha ra. Sa ran cha sa ra to nhắc to a sa ran cha a sa ra to te sa ran a ti gắt chẳng ti sầm mà sằng khắp ba gồ cha ra. Tê sa hai trường âm thông thường, răng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Á thí hai đoạn âm, gắt chanh hai trường âm nhắn, tí đoạn âm. Câu cúng cùi là cuối cùng. Sâm sâm trường âm nhắn, ma trường âm thông thường, sằng khắp hai trường âm nhắn, bá đoạn âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ, rồi dịch tiếng Việt Nam. Tê sa răng ác thí gắt chanh tí sầm mà sằng khắp ba gồ cha ra. Sa răng cha sa ra tô nhắc tô á sa răng cha á sa ra tô. Tê sa răng ác thí gắt chanh tí sầm mà sằng khắp ba gồ cha ra. Sa ran cha sa ra to nhắc to a sa ran cha a sa ra to te sa ran a ti gắt chanh ti sam ma sang khắp ba gồ cha ra. Sa ran cha sa ra to nhắc to a sa ran cha a sa ra to te sa ran a ti gắt chanh ti sam ma sang khắp ba gồ cha ra. Sa ran cha sa ra to nhắc to a sa ran cha a sa ra to te sa ran a ti gắt chanh ti sam ma sang khắp ba gồ cha ra. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khá nhất là Kim Nhung vỗ tay đó. Ai ơi, vỗ tay là đủ chân luôn đó. Cảm ơn quý vị đã cho tặng bông hoa. Sư, con có sai gì không sư? Sao con không thấy sư cho bông hoa gì gấu chọi chân, lâu quá không thấy bông hoa của sư đó. Buồn 5 phút đó sư. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa ha. Rồi mời Hồng Thị Kim Nhung kế tiếp nha. Rồi cảm ơn. Good luck. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, em cảm ơn chị Kim đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Sa ranh cha sa ra to nhát tòa a sa ranh cha sa ra to tê sa ranh a thi gách chan ti sam ma sang cap ba gô cha ra. Sa ranh cha sa ra to nhát tòa a sa ranh cha sa ra to tê sa ranh a thi gách chan ti sam ma sang cap ba gô cha ra. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Sa là trường âm thông thường, ranh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm. Sa là trường âm thông thường, rá là đoạn âm.
Tô là trường âm thông thường, nhát là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, á là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, ranh là trường âm nhấn, chá á là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Sa ranh cha sa ra tô nhát toa á sa ranh cha sa ra tô. T là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thí là hai đoạn âm, gách chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xăm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, chăng cáp là hai trường âm nhấn, bá là đoạn âm, gô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Tê sa răng á thi gách chan tí xăm ma sang cáp ba vô chá ra. Sa răng cha sa ra tô nhát tòa á sa răng cha sa ra tô. Tê sa răng á thi gách chan tí xăm ma sang cáp ba vô chá ra. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân. Chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Sa ranh cha sa ra to nhát toa a sa ranh cha a sa ra to te sa rang a thi gạch chan ti samma sankappa go cha ra. Sa ranh cha sa ra to nhát toa a sa ranh cha a sa ra to tê sa răng a thì gạch chan ti sam ma sang cáp bà vô cha ra. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong, con có sai con kính thỉnh sư chỉnh sửa và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh post bài. Thân mời Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô Pháp Cú số 12. Sa ranh cha sa ra tô nhát toa a sa ranh cha a sa ra tô. Tê sa răng a thi gác chân tí xăm ma sang khắp ba gô cha ra. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Sa trường âm thông thường, ranh trường âm nhấn, chá đoạn âm. Sa trường âm thông thường, rá đoạn âm. Tô trường âm thông thường, nhát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, á đoạn âm, sa trường âm thông thường, ranh trường âm nhấn, chá á hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Sa ranh cha sa ra tô nhát toa á sa ranh cha á sa ra tô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Tê sa hai trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thí hai đoạn âm, gác chăn hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, xăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, xăng cáp hai trường âm nhấn, bá đoạn âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường. Tê sa răng a thi gác chăn tí xăm ma sang khắp ta gô cha ra. Con xin đọc lại nguyên câu Pháp Cú số 12. Sa răng cha sa ra tô nhát toa a sa răng cha a sa ra tô. Tê sa răng a thi gác chăn tí xăm ma sang khắp ba gô cha ra.
sa ha ranh cha sa ha ra tu nhạc tòa a sa ranh cha a sa ra tu tế sa răng a ha thi gác chuẩn ti sam ma sang khắp tha gô cha ra chân thật biết chân thật không chân biết không chân chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc kinh Pháp Cú số 12. Sa ran cha sa ra to nya to a sa ran cha a sa ra to te sa ran a thi gat chan ti samma sang kap ba go cha ra sa ran cha sa ra to nya to a sa ran cha a sa ra to te sa ran a thi gat chan ti samma sang kap ba go cha ra. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sa sa ran cha sa ra to nya to a sa ran cha a sa ra to. Sa là trường âm, sa ran là hai trường âm, cha đoạn âm, sa trường âm thông thường, ra đoạn âm, to trường âm thông thường, nhá đoạn âm, to trường âm thông thường, á đoạn âm, sa sa ran hai trường âm thông thường, sa ran hai trường âm, chá đoạn âm, á đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại và phân tích câu 3, câu 4. Sa ran cha sa ra to nya to a sa ran cha a sa ra to te sa ran a thi gat chan ti samma sang kap ba go cha ra sa ran cha sa ra to nya to a sa ran cha a sa ra to te sa ran a thi gat chan ti samma sang kap ba go cha ra đề sa rằng a thi gat chan ti samma sang kap ba go cha ra. Đề sa là hai trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thi hai giọng âm, gat chan hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, sam trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, sang khắp hai trường âm, phá đoạn âm, go trường âm thông thường, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại. Sa ran cha sa ra to nya to a sa ran cha a sa ra to de sa ran a thi gat chan ti samma sang kap ba go cha ra sa ran cha sa ra to nya to a sa ran cha a sa ra to de sa ran a thi gat chan ti samma sang kap ba go cha ra chân thật biết chân thật không chân biết không chân họ đạt được chân thật do chánh tư chánh định do chánh tư chánh hạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con kính tri ân sư Trí Đức và kính cảm ơn đạo tràng. Con xin mời đạo hữu kế tiếp, cô Hồng Mai.
Alo, xin Hồng Mai chờ tôi xin chút ha. Đúng rồi, xin Kim Nhung. Trên cái giọng đọc của Huynh An Trần rất là chuẩn, trường âm và đoạn âm. Nhưng mà khi phân tích á, thì cái chữ nhất toa, nhất toa, đây là hai trường âm. Mà trường âm đầu là trường âm nhấn. Thế mà Quỳnh An Trần nói chữ nhắc này đó là một đoạn âm. Thì như vậy Quỳnh An Trần coi lại ha. Khi chúng ta đọc nó là một trường âm thì phải hiểu nó là trường âm gì. Ví dụ như Quỳnh nói xa ran là hai trường âm chấp nhận. Nhưng mà khi phân tích từng từ thì Quỳnh lại nói đó là đoạn âm ha. Quỳnh đang cần chú ý là chữ nhấp toa ha. Nhấp là trường âm nhấn chứ không phải là nó là đoạn âm ha. Quý vị cứ nghĩ là ồ chắc không đi ngủ rồi, không, đang lúc lùm. Quý vị đọc đúng thì chúng tôi quan thị, nhưng mà không tặng hoa. Chẳng qua viết chúng tôi ngồi trước máy như sao. Cho nên ngồi im như vậy để coi quý vị có chỗ nào mà coi chặt một cái là chúng tôi chỉnh nha. Chứ nếu mà chặt mà không chỉnh thì quý vị nói ô như vậy đọc đúng đọc sai cũng quá xua, không được. Quý vị quan nghĩ ha. Rồi mời Sĩ Hồng Mai. Alo. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Nhất Ta, Thiên Vũ, Kim Nhung đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Cảm ơn bà An Trần đã post bài. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 12. Sa ran cha sa ra to nhát toa a sa ran cha a sa ra to te sa ran khi gác chan đi sam ma sang cáp ta rô cha ra. Sa ran cha sa ra to nhát toa a sa ran cha a sa ra to te sa ran a thi gác chan đi sam ma sang cáp ta rô cha ra. Xin phân tích câu 1 và câu 2. Sa ran cha sa ra to nhát toa a sa ran cha a sa ra to. Sa là trường âm thông thường, ran là trường âm nhấn, cha đoạn âm. Sa trường âm thông thường, ra đoạn âm, tô trường âm thông thường, nhất trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, á đoạn âm, sa trường âm thông thường, ranh trường âm nhấn, chá á hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, ra đoạn âm, tô trường âm thông thường. Sa ranh chá sa ra tô nhất toa á sa ranh chá á sa ra tô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tê sa răng á thi gách chàm tí sầm mà sằng cắp ta gồ cha ra. Tê sa là hai trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thí hai đoạn âm, gách cha gách chan hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, sam trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, sằng cắp hai trường âm nhấn, tá đoạn âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường. Tê sa răng á thí gách chàng tí sầm mà sằng cắp pa gô cha ra. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 12. Sa răng cha sa ra tô nhát toa á sa răng cha á sa ra tô. Tê sa răng á thí gách chàng tí sầm mà sằng cắp pa gô cha ra. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Sa lan cha sa ra to nha toa a sa lan cha a sa ra to te sa lan a thi gan chan ti samma sang kap pa ro cha ra. Sa ram cha sa ra to nya toa a sa ram cha a sa ra to
Te sang a thi gam cham ti Samma sang ca pa go cha ra. Dạ con đã đọc phân tích và đọc kệ xong. Dạ xin kính tri ân sư trí đức. Có gì sai nhờ sư trí đức và toàn thể đạo tràng chỉnh sửa giùm. Cảm ơn anh Cần đã post bài lần nữa. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ Văn Đôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ với cô Tu Nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 12. Sa ran cha sa ra tu nhất to a sa ran cha a sa ra tu te sa ran a thi các chan ti sam ma sang khắp ba cô cha ra sa ran cha sa ra tu nhất tòa a sa lần cha a sa la tu te sa lần áp thị khắc tròn ti sam ma sang khắp ba cô cha ra. Con xin phân tích câu 1 và 2. Sa lần cha sa la tu nhất tòa a sa lần cha a sa la tu sa trường âm thông thường lần trường âm nhấn trá đoạn âm sa trường âm thông thường rá đoạn âm tu trường âm thông thường nhát trường âm nhóm toa trường âm thông thường á đoạn âm sa trường âm thông thường lanh trường âm nhấn trá đoạn âm á đoạn âm sa trường âm thông thường rá đoạn âm tu trường âm thông thường sa lanh chát sa rá tu nhát toa á sa lanh chát á sa rá tu. Dạ câu 3, câu 4. Tê sa răng áp thích các tròn tí sầm mà sang khắp ba cô chắc là tê trường âm thông tê sa hai trường âm thông thường răng trường âm nhấn áp thí hai đoạn âm các tròn hai trường âm hai trường âm nhẫn ma trường âm thông thường sang khắp hai trường âm nhẫn phát đoạn âm go trường âm thông thường chát đoạn âm ra trường âm thông thường tê sa răng áp thi cách tròn tí sầm mà sang cấp ba cô chát ra sa răng chát sa ra tu nhát tòa á sa răng chát á sa ra tu tê sa răng áp thi cách tròn tí sầm mà sang cấp ba cô chát ra chân thật biết chân thật không chân biết không chân họ đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh của hòa thượng Thích Minh Châu. Sa lan cha sa la tu nhật tòa a san ban cha a sa la tu te sa lan a thi gan chan ti sam ma sam tham pa go cha ra sa lan cha sa la tu nhan tòa a sa lan cha a sa la tu te sa lan a thi gan jan ti sam ma sam tham pa gu cha ra. Dạ thưa con kính tri ân sư và con kính tri ân đạo tràng. Con sai xin sư và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin cầu đọc câu Phật môn số 12. Sa ran cha sa ra tu nát nhát tòa a sa ran cha a sa ra tu tê sa rằng a thi chẳng tiếp xăm mà xanh
Ba Gồ Cha Ra Sa Ran Cha Sa Ra To Nhất Tòa A Sa Ran Cha A Sa Ra To Tê Sa Ran Sa Ran A Thi Gắt Chàn Tí Samma Sam Cáp Ba Gồ Cha Ra Sa trường âm thông thường, ran trường âm nhấn, chá đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường, nhắc trường âm nhấn, toa trường âm thông thường. Á đoạn âm, sa trường âm thông thường, ran trường âm nhấn, chá á hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường, tê trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, răng trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, tí đoạn âm, gắt trường âm nhấn, chan trường âm nhấn, tí đoạn âm, sam trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, san trường âm nhấn, cáp trường âm nhấn, bá đoạn âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường. Con xin đọc lại. Sa ran cha sa ra to nhất toa a sa ran cha a sa ra to te sa ran a thi gat chan ti sam ma sang kap ba kap ba go chara saran cha sarato nhat toa asaran cha asarato te saran athi gat chan ti ma sang kap ba go chara saran cha sarato nhat toa asa ran cha asa rato te sa ran ati gat chan ti samma san kappa go cha ra sa ran cha sa rato nyat toa asa ran cha asa rato te sa ran ati gat chan ti samma san kappa Bà Gô Cha Ra. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hành, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Và niệm từ cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết âm thanh rõ. Và cảm ơn Thiên Vũ, cảm ơn Sít Hồng Nhung, cảm ơn Sít Men và cảm ơn Sít Hồng Mai và cảm ơn Vinh An Trần đã post bài học. Dạ, con xin đọc câu và phân tích câu pháp cú số 12. Saran cha sarato nhat tua asaran cha asarato te saran atigat chanti samma sankappa gocara saran cha sarato nhat tua asaran cha asarato Tê sa răng a thi gắt chan ti sam ma sang cấp ba gô cha ra. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Câu số 1. Sa là trường âm thông thường, răng là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, nhá. Nhắc là trường âm nhấn, tua là trường âm thông thường. Và câu số 2,
Á là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, răn là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, á là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Tê sa răng á thi lắc chân thi sam ma san cấp pa gô cha ra. Dạ, câu số 3. Tê sa là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, chí là đoạn âm, gác là trường âm nhấn, chân là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Và câu số 4, sam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, san cấp là hai trường âm nhấn, bá là đoạn âm, gô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại 4 câu. Sarancha sarato nhất to asarancha asarato te sarang achila chanti samma sankappa gochara sarancha sarato sarancha sarato nhất to asarancha asarato tê sa răng a thi lắc chân thi sam ma sang cấp ba bồ cha ra. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Đó là bản dịch chuyển ngữ chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể câu pháp cú số 12. Sa răng cha sa ra tu nhân tu a sa răng cha a sa ra tu te sa răng a thi găng chân ti sam ma sang cấp ba go cha ra. Dạ, con đã phân tích và con đã đọc xong. Dạ, con có sai, mong ngài và đạo tràng cho chỉnh sửa lại giùm con. Dạ, bây giờ con kính đấm cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, bây giờ con xin mời bàn tay của Giang Nhật Hà. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sa Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức. Quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể. Dạ, pháp cú số 12 ngày hôm nay. Sa ranh cha sa rato nhất tòa a sa ranh cha a sa rato te sa rang a thi gat chan ti sam ma sang cấp ba go cha ra. Sa ranh cha sa rato nhất tòa á sa ranh cha á sa rát tô tê sa rằng á thi gách chan tí sam ma sang cấp pa gô cha ra. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sa là trường âm thông thường, ranh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, nhát là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, á là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, ranh là trường âm nhấn, chá, á là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Sa ranh cha sa ra tô nhất toa á sa ranh cha á sa ra tô. Và câu số 3 và câu số 4. Tê sa răng á thi gách chành tí sầm mà sằng cấp ba gồ cha ra. Tê sa là hai trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thí là hai đoạn âm, gách chanh là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sâm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, xăng cấp là hai trường âm nhấn, bá là đoạn âm, gô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường,
Tê sa răng á thi gách chàn tí sầm mà sẵn cấp bá gồ chá ra. Dạ con xin đọc lại. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân. Chân thật, bản dịch của Asarancha Asarato Tê sarang a thi gat chan ti sammasang. Cáp bồ chát tô tê sa răng á thi gạt chăn ti sam ma sang cáp ba gô cha ra. Sửa dùm. Cảm ơn Huynh An Trần đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con, dạ nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sanh Ca, dạ. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, dạ con kính chào đạo tràng. Cảm ơn Quân An Trần đã bốc bài. Dạ con xin đọc câu pháp cứu số 12. Dạ. Sa-ran-cha-sa-ra-to-nyat-to-a-sa-ran-cha-a-sa-ra-to Te-sa-ran-a-thi-yat-chan-ti-sa-ma-sang Sa-ma-sang-kap-ba-go-cha-ra Sa-ran-cha-sa-ra-to-nyat to asaran ya asarato te sarang atikhet janti samma sankappa gocara saran ya sarato nyato asaran ya asarato te sarang atikhet janti samma sankappa gocara. Dạ con xin phân tích. Sa là trường âm thông thường, ran là trường âm nhấn, chá đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường, nhát trường âm nhấn, to là chất trường âm thông thường quá. To, dạ, to là trường âm thông thường. Á đoạn âm, sa, sa trường âm thông thường, ran trường âm nhấn, chá á hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường, tê trường âm thông. Tê sa là hai trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Á á thí hai đoạn âm, gáp âm nhấn, gáp trường âm nhấn, chanh trường âm nhấn, tí đoạn âm. Sam là trường âm thông, trường san là trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, san trường âm nhấn, cáp cũng trường âm nhấn, bá đoạn âm, bá đoạn âm vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường. Con xin đọc lại cái bài. Sa ran cha sa ra to nhát to
asaran cha asaro rato te sarang athi athi yat chanti samma san kapago charang. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân. Họ đạt được chân thật do chánh tư chánh ảnh. Và đây là bản dịch của Ngài Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Sarancha sarato nyato asarancha asarato te saran athi gacchanti sammasankabbavocara sarancha sarato nyato asarancha asarato te sarang athi gacchanti sammasankabbavocara. Dạ con đã đọc và phân tích xong, con không biết có bị sai không? Nếu có sai con xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ con xin dâng mic lại cho vị kế tiếp. Dạ con xin xuống mic. Alo. Dạ đạo tràng cho hỏi có nghe. Dạ con cảm ơn cô. Cho con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 12. Sarancha sarato nyattva sarancha sarato te sarang athigacchanti sammasankabbavocara. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sarancha sarato nyattva sarancha sarato. Chữ sa là trường âm thông thường, chữ ranh là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm, chữ sa là trường âm thông thường, chữ ra đoạn âm, chữ tu là trường âm thông thường, chữ nhát là trường âm nhấn, chữ va là trường âm thông thường, chữ á là đoạn âm, chữ sa là trường âm thông thường, chữ râm là trường âm nhấn, chữ xá, á là hai đoạn âm, chữ sa là trường âm thông thường, chữ rá là đoạn âm, chữ tu là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Tên ác chăng tí xăm ma xăng cấp ba gù chá ra. Chữ T là trường âm thông thường. Chữ sa trường âm thông thường. Chữ răng là trường âm nhấn. Á là đoạn âm. Thí là đoạn âm. Gắt là trường âm nhấn. Chăn là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Xăm là trường âm thông thường. Trường âm nhấn. Ma trường âm thông thường. Xăng là trường âm nhấn. Cấp là trường âm nhấn. Bá đoạn âm. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường. Đọc lại câu 3 và câu 4. Tê sa răng á thi gắt chăng tí xăm ma xăng cấp ba gù chá ra. Đọc lại nguyên bài. Sa răng chá sa ra tù nhát tòa sa răng chá sa ra tù. Tê sa răng á thi gắt chăng tí xăm ma xăng cấp ba gù chá ra. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân. Họ đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Con xin phép kể. Sarancha sarato nyattva sarancha sarato tê sa răng a ti gác chăng tí sam ma sang cấp ba gu cha ra. Dạ con xin xuống mic, con có sai chỗ nào xin quý vị trong lớp sửa bài dùm cho con. Xin mời kế tiếp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính chào quý sư cô tôn nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Sarancha sarato nyattva asarancha asarato te sarang athigacchanti sammasankabbavocara. Sarancha sarato nyattva asarancha asarato te sarang athigacchanti sammasankabbavocara. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sarancha sarato nyattva asarancha asarato. Sa là trường âm thông thường, ranh là trường âm nhấn, trá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, rá là đoạn âm,
tô là trường âm thông thường, nhát là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, á là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, ranh là trường âm nhấn, trá là đoạn âm, á là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Tê sa răng athi gắt chàn tí sâm ma sàn cấp bá gô trá ra. Tê là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, răng là trường âm nhấn, ở trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á thí là hai đoạn âm, gắt chàn là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sâm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, sàn là trường âm nhấn, cấp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, gô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Giờ con xin đọc từ đầu đến cuối. Sa ran cha sa ra to nhat toa asa ran cha asa ra to te sa ran athi gat chan ti samma san cap pa go cha ra. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, họ đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Sarancha sarato nyatwa asarancha asarato te sarang athi kacchanti sammasankappa gochara. Dạ con xin hết, con có sai xin sư và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mic. Dạ con xin mời vị kế tiếp. Nếu mà Bụt Thầy giá, dạ, đạo tràng có vị nào cầm mít không vậy ạ? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ, sau nghe đạo tràng im ru. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, một lần nữa con thành kính lĩnh lễ chi tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. À, vừa quan năm vào đạo tràng, dạ, Nhật Quỳnh kính chào Tri Đăng, kính chào Đồng Tuệ, mến chào Thanh Nguyễn, mến chào Hạnh Kiểm. Dạ, còn vị nào chưa trả bài xin mời bằng tay ạ. Còn Xích Duyên hả? Dạ. Dạ, mời cô Phúc Hạnh. Dạ, cô Phúc Hạnh và Xích Hạnh Kiểm. Dạ, cô Phúc Hạnh có cầm mic được không cô? Dạ, xa thủ mời Hạnh Kiểm nha.
Dạ, Nam Mô Ân Đức A Mão. Dạ, con xin kính lãnh lễ với sư và con kính lãnh lễ với cô tu nữ. Dạ, xin kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bộ kinh Pháp Cú số 12. Sa đàn cha sa ra tu nhất tòa a sa đàn cha a sa ra tu đề sa đàn a thi gat chan ti sam ma sang cấp vô cha ra. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Sa trường âm, thông thường trên trường âm nhấn chá đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường, ngắt trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, á đoạn âm, sa trường âm thông thường, ranh trường âm nhấn, chá á hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, sa ranh cha sa ra tô nhắt toa á sa ranh cha á sa ra tô. Câu 2, phân tích câu 2, câu 3. T trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, thí đoạn âm, gắt trường âm nhấn, chanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, xăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, sang trường âm nhấn, cắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường. Tê sa đằng á thi gách chàn tí sầm ma sang cắp ba gô chá ra. Dạ, con xin đọc nguyên bài. Sa đằng chá sa ra tô nhất tòa á sa đằng chá á sa ra tô tê sa rằng a thi gắt chan ti sam ma sang cấp ba gô cha đa. Dạ, con xin kể. Sa sa đan cha sa ra tô nhập tòa a sa đan cha a sa ra tô tê sa rằng a thi gắt chan ti sam ma sang cấp ba gô cha đa. Con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân. Họ đạt được chân thật do chánh tư, chánh hạnh. Dạ, con đọc phân tích và kể xong. Con có chỗ nào sai, con xin quý sư, quý cô và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa giúp. Con xin cảm ơn và xin dừng mất trở lại cho đạo tràng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn sư Thạch Kiểm. Dạ, Nhật Bình chờ hoài không có thấy bàn tay. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Kim Dung, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, còn vị nào chưa trả bài thì xin mời bàn tay nha. Dạ, Nhật Bình tại lặng sâu quá nên không biết vị nào trả bài rồi và vị nào chưa trả bài. Nếu vị nào chưa trả bài thì cứ đưa bàn tay lên, Nhật Bình xin nhường mic. Dạ, trong khi chờ đợi con xin được trả bài câu Pháp Cú Kinh số 12 ạ. Sa ranh cha sa ra tô nhát tò a sa ranh cha a sa ra tô tê sa ranh a thi gát chan thi sam ma san cắp ba gô cha ra. Sa ranh cha sa ra tô nhát tò a sa ranh cha a sa ra tô tê sa ranh a thi gát chan thi sam ma san cắp ba gô cha ra. Con phân tích câu 1 và câu 2. Sa trường âm thông thường, ranh trường âm nhấn, chá đoạn âm,
Sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường, nhá trường âm nhấn, toa trường âm thông thường. Á đoạn âm, sa trường âm thông thường, ranh trường âm nhấn, chá đoạn âm, á đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Sa ranh cha sa ra tô ngát tò a sa ranh cha a sa ra tô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tê sa hai trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn á thí hai đoạn âm, gách chanh hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, sâm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, sanh trường âm sanh cấp hai trường âm nhấn, bá đoạn âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường. Tê sa răng a thi gách chanh thi sâm ma sanh cấp ba gô chá ra. Sa ranh cha sa ra tô nhạt tô a sa ranh cha a sa ra tô tê sa răng a thi gách chanh thi sâm ma sanh cấp ba gô chá ra. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy để con sửa. Con xin được kệ. Sa ranh cha sa ra tô nha to a sa ranh cha a sa ra tô tề sa răng a thì gắt chanh ti sẵn ma sanh cấp và gỗ cha ra. Sa rảnh cha sa ra tô nha to a sa rảnh cha a sa ra tô tề sa răng a thì gắt chanh ti sẵn ma sanh cấp và gỗ cha ra. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, còn vị nào nữa không quý vị? Xin đưa bàn tay của mình lên ạ. Dạ, vậy là con thấy không còn bàn tay vị nào nữa. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ trở lại đạo tràng. Dạ, lúc nãy con nghe ngài nói ngài núp lùm. Dạ, bây giờ con cung thỉnh ngài rời cái lùm ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, một lần nữa con cung thỉnh ngài rời lùm. Dạ, sa thú. Con kính nhân mít đến ngài ạ. À, sa thú, sa thú, xin nhập quần. À, khi chiếc lá mùa xuân nghe nói ăn bờ ở bụi núp lùm cười ha, không sao. À, quý vị nghe rõ không ạ? Hôm nay sự tham gia của quý vị rất là nhiệt tình và giọng đọc của quý vị rất là chuẩn. À, xa thủ xa thủ. Câu Phật ngôn 11 và câu Phật ngôn 12 cùng một duyên kế. À, bây giờ chúng ta muốn đi vào duyên thế thì hay là nghe tư vấn kết? Bởi vì duyên sự cũng hơi dài, học tư vấn kết ha. Bởi vì câu 11 và 12 hơi giống giống nhau. Sa ranh cha sa ra tô nhát toa. Câu 11 và câu 12 hơi giống nhau. Chữ sa ranh cha do chữ sa răng cộng với chá mà nó biến thành sa răng chá. Chữ sa răng có nghĩa là gì? Trong cái câu số 11 á, do từ sa ra, nó là một danh từ trung tính, có nghĩa là cần thiết, chính yếu, cần thiết. Chính chá và cần thiết
chính yếu. Rồi sa ra tô cái từ sa tô thì nó đứng làm chủ từ nha, sa đứng làm chủ từ, tức là phải do cái từ sa và danh từ. Rồi nhắc toa, cái động từ này quan trọng. Chỉ nhắc toa đây là một động từ bất biến, có nghĩa là sau khi hiểu, sau khi biết, tức là sau khi hiểu sự cần thiết, sự chính yếu ha. Sau tức là ở đây nói lên chân thật, biết chân thật ha. Ngài Hòa Thượng dịch rất là gọn ha. Câu số 2. Asaranja asarato. Chữ á thì chúng ta biết là không ha. Saranja tức là chữ sa ra. Chữ sa ra có nghĩa là cần thiết, chính yếu, mà có chữ á chứ có nghĩa là không. Không cần thiết, không chính yếu. Rồi asarato. Asarato tức là không chính yếu, không cần thiết. Có ý nghĩa là có nó có, không nói không ha. Có nó có, không nói không. Như vậy câu 1, câu 2. Câu 1, câu 2 theo Ngài Hòa Thượng là chân thật, biết chân thật. Không chân thật, biết không chân thật. Rồi câu số 3 ngắn gọn ha, bởi vì câu số 11 nó cũng nói lên ý nghĩa này. Câu 12 này nó là sáng tỏ thêm một chút. Rồi câu số 3. Tê sa răng á thí gắt sành tí. Tê sa răng á thí gắt sành tí. Tê là những cái người đó hay là họ, những người ấy số nhiều ha, do đại từ tá. Rồi sa răng là chính yếu, cần thiết. A thi gắt sành thì cái động từ a thi gắt sành tí, cái động từ này chân nghĩa là gì? A thi gắt sành tí là đạt đến hay là gặt hái. Đạt đến hay là gặt hái, mà ý của Ngài Hòa Thượng Minh Châu có nghĩa là họ đạt được cái điều cần thiết, họ đạt được cái điều chính yếu. Tức là nói lên cái sự chân thật ha, nói lên cái vấn đề thực tướng, họ đã trọn vẹn. Và câu cuối, Samma Sankappa Gocchara đây là một cái nhóm từ mà nó gồm bao nhiêu từ? Samma là một ha, Sankappa là hai ha, Samma Sankappa là hai ha, rồi Gocchara là ba ha. Chữ Samma có nghĩa là đúng đắn ha. Sankappa, Sankappa là suy tư hay là tư duy. Samma Sankappa có nghĩa là chánh tư duy ha. Rồi Gocchara là cái cảnh giới. Cảnh giới. Vậy thì ở đây Samma Sankappa Gocchara có nghĩa là những người có cái cảnh giới là những tư duy đúng đắn, những người có cái cảnh giới, có cái hành xứ là những suy nghĩ chân chánh. Thì ở đây Ngài Hòa Thượng dịch là do chánh tư chánh hạnh, do chánh tư chánh hạnh. Vậy thì câu Phật ngôn số 12 này cho chúng ta ý nghĩa. Sau khi biết được
là điều chính yếu là chính yếu, và điều không chính yếu là không chính yếu. Với hành xử là những tư duy đúng đắn, những người ấy đạt đến cái điều chính yếu. Xin lặp lại ha. Sau khi biết được điều chính yếu là chính yếu và điều không chính yếu là không chính yếu, với hành xử là những tư duy đúng đắn, những người ấy đạt đến cái điều chính yếu. Ngài Hòa Thượng Thích Đức phổ thơ lục bát: chánh chơn thấy rõ chánh chơn, phi chơn thấy rõ phi chơn, ấy là lìa xa ác kiến ác tà, trí nhân dễ ngộ tinh hoa pháp màu. Chánh chơn thấy rõ chánh chơn, phi chơn thấy rõ phi chơn, mới là lìa xa ác kiến ác tà, trí nhân dễ ngộ tinh hoa pháp màu. Và ngài Hòa Thượng Minh Châu mới có thể thơ ngũ ngôn: không chân biết không à, không à chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, họ đạt được chân thật do chánh tư chân thật. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, họ đạt được chân thật do chánh tư chân thật. Bài 11, bài 12 có những cái điểm hơi trùng trùng nhau, cho nên quý vị qua cái này rất nhanh qua một chút, bởi vì quý vị biết rằng cái duyên sự nó hơi dài dài chút, cho nên quý vị thông cảm nha. Rồi hôm nay chúng ta đi vào duyên sự. Duyên sự hôm nay nói lên cái gì? Duyên sự hôm nay nói lên cái ý nghĩa là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, hai vị này là hai vị thường thủ thinh văn trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng chính hai vị này trước khi xuất gia vào giáo pháp của bậc đạo sư là những du sĩ ngoại đạo đi tìm sự thật. Thì trên con đường đi tìm sự thật thì gặp ngài Asajji, và câu Phật ngôn 11-12 này được xuất hiện. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu tìm hiểu tại sao câu Phật ngôn này xuất hiện. Alo, quý vị còn nghe không? Bây giờ chúng ta trở lại cái thời kỳ mà trước khi, trong thời gian mà Đức Phật xuất hiện ở các cái thành Rajakaha, tức là thành Vương Xá không có bao xa, Đức Phật xuất hiện, giáo pháp xuất hiện, và chư tăng đã xuất hiện trên thế gian này. Thì lúc đó tại một cái làng Bà La Môn có tên là Upatissa, thì ở trong cái ngôi làng có một trưởng tộc, trưởng làng, tức là bà Sari Thọ Thai, và cũng cái làng Cô Ly Tá sát bên đó cũng có một người Bà La Môn tên là Mốc Cà Ly, cũng đường Hòa Thai, tức là hai gia đình này, hai cái chủng tộc này đều có thai cùng một lúc. Rồi tục truyền hồi đó thì hai gia tộc này từ bảy đời, tức là đã giao hảo với nhau rất là thân thiết, mà thân nhân của hai bên nghĩa là coi như mới cho hai cái người nữ này săn sóc kỹ lưỡng. Rồi đủ 10 tháng thì hai cái cô nàng này
sinh ra hai đứa con trai. Đến ngày lễ đặt tên thì bà Sari được mệnh danh là Sariputta, tức là bà có tên là Sari thì Putta tức là con của bà Sari, cho nên gọi là Sariputta. Đó là một cái người trưởng nam trong một cái trưởng tộc trong cái làng Upatissa, cho nên còn gọi Sariputta hay là Upatissa là con của cái bà Sari. Còn Mokkanli thì có tên gọi là Kolita, bởi vì con trai đầu làng của một gia chủ lớn ở trong cái làng Kolita. Rồi đến tuổi trưởng thành thì hai vị công tử này tỏ ra xuất chúng trong mọi nghề nghiệp. Khi mà công tử Patissa đi du hí ở sông hoặc là ở công viên thì có 500 chiếc kiệu đón đưa. Rồi công tử Kolita mỗi khi đi chơi thì dẫn theo một đoàn 500 cái cỗ xe tuấn mã. Rồi hai vị công tử này đều có những thiếu niên tùy tùng theo hộ tống. Ở trong thành Rajakaha hàng năm có cái lễ mà dân chúng họp nhau ăn chơi ở trên chốc núi gọi là Sơn Đảnh Hội, tức là cái hội lễ ở trên đỉnh núi. Rồi hai chiếc giường của hai công tử này được kết dính vào với nhau, rồi ngồi trên đó chủ tọa và thưởng thức cuộc lễ. Đến khi nào mà vui thì hai người này còn cười, đến khi nào mà bi thương thì cùng khóc. Đến lúc mà lạc quên thì hai cậu cũng bố thí một lượt với nhau. Họ hành động như vậy suốt trong nhiều ngày. Cho đến một hôm thì cái ký hóa của hai người trở nên già dặn. Họ không còn vui chơi cười giỡn trước những sự trào lộng hay là nhỏ lệ trước những cảnh lâm ly. Bố thí cho cái kẻ lạc quyên như những cái ngày trước đó nữa. Bởi vì một trong những cái định kiến như thế này bị ám ảnh, có gì đâu mà phải ở đây dòm ngó. Không đầy 100 năm nữa tất cả mọi thứ ở đây đều phải tiêu tan, không còn lại một chút hình bóng. Ta nên cùng với ta nên gia công tìm kiếm cái đạo giải thoát khỏi cái luật vô thường thay đổi này là hơn. Hai người cùng suy nghĩ như vậy, rồi ngồi xuống băn khoăn. Sau cùng thì công tử Kolita mới hỏi bạn của mình: này hiền huynh Upatissa, sao mà hiền huynh không có vẻ hài lòng tỏa ý như những ngày trước? Hôm nay vừa huynh lại có vẻ bất mãn, chẳng hay có điều gì làm cho hiền huynh thắc mắc ưu phiền? Công tử Upatissa mới đáp rằng: này huynh Kolita, xem mãi các cái trò chơi này để ta nhận thấy đều trống rỗng vô ích, chỉ bằng chúng ta đi tìm một cái pháp môn nào đó lấy thân mình làm cái chủ đề tài. Đó là cái điều mà tôi thấy tư lự. Còn hiền huynh thì nghĩ sao mà cũng vẻ không vui? Công tử Kolita cũng đáp lại: tôi cũng tâm tư nghĩ vậy. Và khi biết bạn mình cũng cùng một chí hướng như vậy thì mới rủ công tử Upatissa: chúng ta cùng chung một cái tưởng cao đẹp, cùng chung một cái sự tầm cầu lấy một con đường. Vậy thì chúng ta hãy xuất gia một lượt cùng nhau tu tập, và chúng ta nên xuất gia với vị đạo sư nào đây? Ngay lúc bây giờ thì có đạo sư Sanh Trần Giá là một giáo chủ ngoại đạo cùng với một số đông đệ tử du sĩ đi vào thành Vương Xa. Hai công tử mới tính rằng chúng ta đến xuất gia
thì theo cái vị này. Rồi họ giải tán bớt 500 thiếu niên thủ hạ, bảo với họ hãy lấy tất cả kiệu xe rồi đi đi, còn lại 500 vị tùy tùng, hai vị công tử dẫn đến xuất gia học đạo với đạo sư Sanh Trì Giá. Từ khi mà có hai vị công tử này xuất gia thì giáo phái của đạo sư Sanh Trì Giá ngày một dồi dào lợi đắc và lừng lẫy thanh danh hơn bao giờ hết. Nhưng mà chỉ trong vài ngày, hai người học trò này đã học hết giáo lý của ông thầy. Họ mới hỏi: bạch thầy, giáo lý của thầy hiểu biết chỉ có bấy nhiêu thôi hay là còn cao siêu hơn nữa? Ồ, chỉ có bấy nhiêu đó, hai trò đã hiểu hết rồi. Khi mà nghe như vậy thì họ mới thầm nghĩ rằng nếu mà quả như thế thì chúng ta còn theo làm đệ tử của thầy này cũng vô ích thôi. Con đường giải thoát khỏi sanh tử luân hồi mà chúng ta đã bỏ của, bỏ nhà ra đi tìm kiếm, ta không thể gặp ở trong vị thầy này. Nhưng mà rồi cái quả với Bồ Đề này rộng lớn bao la, tay dù có lê cái đôi chân khắp kinh đô, phố phường, làng mạc, chắc có ngày cũng sẽ hành ngộ được cái bậc thầy minh triết giảng rành về cái đạo giải thoát. Rồi cái từ hôm đó, hễ mà nghe có chuyện đồn có vị Bà La Môn, Sa Môn, Hiền Trí ở tận đâu đâu thì hai chàng du sĩ cũng tìm đến nơi đó để mà luận đạo. Nhưng mà những cái câu mà hai cái vị này hỏi thì không ai trả lời được. Trái lại, mấy câu vấn nạn của họ, hai chàng giải đáp một cách rất là dễ dàng. Cùng nhau chu du khắp quả diêm phù mà chẳng gặp minh sư, hai chàng quay gót về quê. Và trước khi chia tay đi lang thang mỗi người một ngã thì du sĩ Upatissa giao ước với bạn: này Huyền Thiền Huynh Polita, trong hai đứa mình hễ mà ai gặp được cái đạo bất tử trước thì phải nhớ nói lại cho người kia biết nha. Và thời kỳ đó, nhằm lúc bậc đạo sư đã văn du đến thành Vương Xá nhận lãnh cái tịnh xá quê Lũ Quán Á và an ngự nơi đó. Từ ngày mà được lệnh: này các vị thương, vì lợi ích của chúng sanh hãy đi văn du hành đạo, thế là 60 vị A-la-hán lãnh sư mạng ra đi, ngõ hầu tán dương ân đức của Tam Bảo. Một trong số các vị chúng tăng ấy có ngài A-sa-chi thuộc nhóm năm thầy Kiều Trần Như, đã quay gót trở lại đi về phía thành Ra-cha-ca-ha, và sáng hôm ấy đắp y mang bát vào nội thành để cất thực. Cũng trong lúc đó thì du sĩ Upatissa sau khi cũng đi bát thọ thực từ sáng sớm, đang trở về chùa của môn phái ngoại đạo của mình thì gặp được ngài A-sa-chi. Công tử du sĩ Upatissa mới khen thầm: từ trước đến giờ ta chưa từng gặp một cái vị xuất gia nào mà có phong độ như vị sư này. Trong cái cõi trần ái, ví như có ai chứng đắc thánh quả A-la-hán hoặc là đạt được quả vị A-la-hán đạo thì cái vị này cũng là một trong những cái vị thánh tăng ấy chẳng sai. Ta hãy thử đến tiếp xúc hỏi thăm. Bạch đạo huynh, vì tôn chỉ nào mà đạo huynh xuất gia? Vị nào là thầy của đạo huynh? Giáo phái của ai mà đạo huynh thuyết giảng? Nhưng mà du sĩ Upatissa xét lại: giờ chưa phải lúc ta vấn đạo cái vị thầy tu này,
vì người đang đi trì bình khất thực từng nhà, ta hãy chậm rãi lối bước theo sau, y như cái lề lối của một cái người mong cầu học hỏi. Khi thấy ngài Asasi thọ bát rồi còn đi tìm cái chỗ ngồi phải lẽ, thì du sĩ của Patissa hiểu ý mới đặt cái ghế du sĩ nhỏ của mình xuống đất và thỉnh ngài an tọa. Sau bữa cơm thì du sĩ Upatissa lại dâng nước ở trong cái bầu của mình đến ngài Asatthi. Và sau khi làm đúng theo cái pháp, giống như một người đệ tử phục dịch thầy, vì du sĩ Upatissa chờ ngài coi như là xong bữa đàng hoàng, mới chào một cách thân thiện hoan hỷ và nói rằng: kính bạch đạo huynh, ngài thật là quang minh thanh tịnh, nước da của đạo huynh thật là mịn màng tươi sáng. Chẳng hay đạo huynh xuất gia vì cái tôn chỉ nào? Ai là sư phụ của đạo huynh? Đạo huynh truyền bá giáo pháp của cho ai? Ngài A Sự Chỉ nghĩ thầm: những du sĩ ngoại đạo bình thường hay chống đối Phật giáo, vậy thì ta sẽ chỉ cho chúng thấy cái thâm sâu vi diệu của chánh pháp. Mà thế là ngài mở lời khiêm nhường, nói thật là mình mới xuất gia. Này đạo hữu, phần tăng còn non nớt lắm, vì ta xuất gia nhập đạo chưa được bao lâu, ta không có khả năng thuyết pháp luận giải một cách dài dòng. Du sĩ Upatissa Bồ Đạo: xin đạo huynh tùy theo khả năng của mình mà thuyết pháp nhiều hay ít, cái điều đó không quan trọng. Upatissa này sẽ cố gắng thấu triệt giáo pháp bằng trăm ngàn cách. Thì ngài Asatthi khi mà nghe nói như vậy, ngài mới thuyết lên một cái câu rất là ngắn gọn: Ye thamma he tuppahuva ye sanghe tum tattha jato te sanjayo nirodho ye evangvadi maha samano. Những pháp nào có nhân, nhân pháp Đức Như Lai, pháp với nhân nào diệt, Đức Phật dạy không sai. Tức là nói lên một cách ngắn gọn về tứ diệu đế. Chỉ nghe qua cái hai câu đầu thôi, thì du sĩ Upatissa chứng đắc ngay thánh quả Tu Đà Hoàn. Khi mà đắc sơ quả rồi thì nghe tiếp hai câu nữa. Nghe tiếp hai câu nữa và cho nó đủ nguyên một bài kệ. Thì ở đây một cái sự suy nghĩ phát sinh lên là Bất Thi Xá, tức là ngài Xá Lợi Phật đó, mới trình để làm bạch ngài: ngài đừng có thuyết cao siêu hơn nữa, bấy nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ chẳng hay tôn sư đang ngự ở đâu? Ngài A Sĩ Chí mới nói rằng: ở quê Lukwana. Bạch ngài, vậy thì xin thỉnh ngài hãy đi về trước, đệ tử còn một người bạn, cả hai chúng tôi có giao ước với nhau, hay ai mà đạt được cái đạo bất tử trước thì phải thông cho người kia. Bây giờ đệ tử lo giữ lời hứa sẽ trở về rú người bạn của đệ tử, rồi sẽ theo con đường của ngài mà đi tìm đến ý kiến bậc đạo sư. Nói rồi du sĩ Upatissa gieo năm vóc là ngũ thể đầu địa, quỳ xuống đảnh lễ ngài Asatthi, rồi đứng lên đi nhiễu quanh ngài ba vòng.
sau khi tiễn biệt ngài Asakhi, Du Sĩ Upatissa đi ngay về chùa của ngài Sanjaya ha. Khi mà trông thấy từ xa thì Du Sĩ Kosita Kolita mới nói thầm rằng: hôm nay sắc diện bạn của ta không có giống như những ngày thường, có lẽ bạn của ta đã thấu đạt được con đường Phật tử rồi chăng? Cho nên cô lại ta chạy đến đó bạn và hỏi: có gặp đạo Phật tử chưa? Ồ, gặp rồi bạn ạ. Rồi sau khi báo tin lành, Du Sĩ Upatissa mới đọc luôn cái bài kệ cho người bạn mình nghe. Khi mà nghe xong bài kệ thì Du Sĩ Upatissa cô lì ta cũng chứng đắc thánh quả Tu Đà Phật. Rồi mới hỏi rằng: tiền huynh có nghe Phật Đạo Sư hiện đang ở đâu không? Ồ, ngài đang ngự tại Trúc Lâm. Chính ngài Asakhi là thầy tiếp dẫn của tôi đã nói như vậy. Vậy thì chúng ta đến ngay đó để ý kiến Phật Đạo Sư. Nhưng mà ngài Sariputta, tức là ngài Upatissa, là một người có sự tôn kính vị thầy, cho nên mới nói với bạn mình rằng: này Hiệu Huynh, chúng ta hãy bạch cho thầy của mình là Du Sĩ Thanh Sanh Trì Nhã hay biết là chúng mình đã gặp được đạo Phật tử. Nếu mà thầy của mình thức tỉnh thì chúng ta sẽ cùng đến đó để mà tiếp kiến. Khi nào mà nghe khắp pháp của Bậc Đại Giác thì chắc chắn thầy của chúng ta cũng sẽ chứng đắc thánh quả như chúng ta thôi. Hai người đồng ý cùng nhau đến tiếp xúc với đạo sư Sanh Trì Nhã. Khi mà thấy mặt hai người này thì ông thầy mới hỏi: hai hiền hữu đã tìm gặp được đạo sư nào chỉ dành cho mình con đường Phật tử chưa? Dạ, kính bạch thầy, đã tìm gặp rồi. Đức Phật đã xuất hiện, Đức Pháp đã xuất hiện, Đức Tăng đã xuất hiện. Vậy mà thầy còn lang thang trên con đường hư ảo. Xin thầy hãy cùng với chúng tôi đi đến học đạo với bổn sư. Ồ, các đồ đệ hãy đi đi, phần ta không thể đi được. Và thầy vì sao mà không được? Vì ta thì dù sao cũng là thầy của hàng đại chúng rồi. Nếu mà ta hạ mình để làm đệ tử cho người khác thì kể như nước ở trong vò đang yên lặng bỗng nhiên dao động, nổi rong nổi reo, ta không thể đi làm muôn sinh cho một ai khác được. Và thầy, xin thầy trở nên cố chấp như vậy. Thôi, đừng có bận tâm lo lắng cho ta nữa, các thầy tử cứ đi đi, còn ta thì không thể nào đi được. Bạch thầy, từ khi mà Đức Phật xuất thế thì các hàng đệ chúng đều quy ngưỡng lên ngài bằng những cái người thiền nam thiền nữ thường cầm hương hoa rồi cúng dường không ngớt. Chúng tôi cũng sẽ về quy y đầu Phật thầy rồi đây, thầy sẽ làm gì? Này các hiền đệ hiền đồ, hiện tại thì trong đời này á, người ngu và kẻ trí ai là người nhiều hơn? Và thầy, kẻ ngu thì nhiều còn người trí thì hiếm lắm. Nếu như vậy thì các hiền đồ, những người trí hay nhập chung với những người trí, đó là Samun Gotama. Còn những cái kẻ ngu thì hãy ở lại đây làm bạn với kẻ ngu như ta. Còn các thiền đồ thì hãy đi đi, ta sẽ không có đi đâu. Thuyết phục thầy của mình không được thì hai chàng còn gắng nói thêm một câu nữa: bạch thầy, rồi thầy sẽ được rạng chân. Rồi hai người bạn
cùng eo biển. Mà khi hai người bạn này ra đi thì giáo đoàn môn hạ của thầy Sanh Tỳ Giá cũng tan vỡ. Ngay từ lúc mà cái cánh chùa trở nên vắng vẻ quạnh hiu, trống trơn không còn những người đệ tử, thì đạo sư Sanh Tỳ Giá giận dữ khoái ra máu tươi. 500 du sĩ thuộc hạ cũ cũng tiến chân hai chà một đổi, rồi phân nửa là trở về với ốc Sanh Tỳ Giá, còn phân nửa thì ở lại với hai chàng theo làm đệ tử, rồi dẫn luôn đến chùa Trúc Lâm. Thì khi mà đến chùa gặp bậc đạo sư thì Đức Phật nói rằng đây là một sự ngoan cố mà trong quá khứ đã từng xảy ra, và ngài Bát Thích Xá đã trình lên với Đức Phật: chúng con đã rủ đạo sư Sanh Tỳ Giá cùng đến hầu hạ bên chân ngài. Chúng con cũng chỉ cho thầy thấy cái chuyện lập luận của thầy là vô căn cứ. Chúng con cũng giải cho thầy nghe về phước báo của sự quy y đầu Phật, nhưng mà thầy đáp rằng nếu mà giờ ta thay bậc đổi ngôi, tha mình làm môn đồ cho người thì cũng giống như nước ở trong bò đứng yên, làm cho phát sinh lên sự dao động. Ta không thể làm. Chúng con nói rằng mà thầy giờ đây thì cái hàng đệ chúng ai ai cũng đều cầm hương hoa đi chùa lễ Phật, còn thầy thì tại sao không đến? Thì thầy lại nói rằng trong đời có nhiều người trí hay là có nhiều kẻ ngu? Thì chúng con đáp lại rằng bạch thầy, kẻ ngu thì nhiều mà người trí thì ít. Mà khi nghe như vậy thì thầy lại bảo chúng con: người trí thì đi nhập chung với người trí, đó là sa môn vô tận á, còn kẻ ngu thì ở lại với kẻ ngu như là ta đây này, các trò thì cứ đi đi. Và nói thế tức là không chịu đến đây kính bạch Đức Thế Tôn. Và khi nghe như vậy thì Đức Phật đã thước lên hai câu Phật ngôn, tức là câu Phật ngôn 11 và câu Phật ngôn số 12. Trong hai câu Phật này để nhận chân cái sự thật, từ cái tà kiến trở nên chánh kiến, từ cái phàm phu tục tử trở thành một cái vị thánh nhân. Thì như vậy hai câu Phật ngôn này nói lên trường hợp một cái người mà cố chấp cho rằng mình đã là thầy rồi, mình đã là đạo sư rồi, thì cái vai trò của mình là ăn cơm ngồi trước làm thầy, chứ bây giờ biết là sai nhưng mình chấp nhận cái sai, đã nghĩ rằng mình là thầy, bây giờ làm đệ tử thì không được. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên là những người luôn luôn tri ân. Và với cái trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất thì quý vị biết rằng rất là tuyệt vời. Tức là trong một cái cơn mưa, nhìn cái giọt mưa rơi xuống, tính được cái tốc độ, tính được cái chiều rơi, và biết rằng trong đám mưa này có bao nhiêu giọt mưa rớt xuống trái đất. Quý vị biết rằng cái trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất tuyệt vời. Bởi vì quá khứ ngài cũng nguyện là một cái vị chánh đẳng chánh giác, một cái vị toàn giác Phật, nhưng mà rồi chắc có lẽ chờ lâu quá cho nên ngài đã đi qua cái vấn đề thinh văn giác. Mà thinh văn giác với cái hàng thượng thủ nha, hàng thượng thủ tức là đệ nhất thinh văn, là một cái vị tướng quân chánh pháp, tức là ngài có đủ khả năng để trở thành một vị toàn giác. Nhưng mà thôi, thinh văn giác thì vẫn nhanh hơn ha.
à, cho nên cái trí tuệ của ngài chưa có rộng. Vậy thì qua câu qua duyên sự này chúng ta ôn lại ha, chúng ta ôn lại nói lên ngài Xá Lợi Phất, chữ Sariputta. Ngoài cái chữ Sariputta, Sari tức là bà Sari, Putta là con trai ha, con trai của bà Sari cho nên gọi là Sariputta, mà chúng ta gọi là Xá Lợi Phất ha. Vậy thì ngoài cái từ Sariputta thì còn có một cái tên gọi là Upatissa, Upatissa. Vậy thì bây giờ quý vị viết dùng hai cái từ này để hiểu rằng tuy hai nhưng mà là một. Upatissa một, Sata hai, viết sao cho nó đúng. Bây giờ quý vị biết đúng là quý vị mới nhớ được cái câu chuyện này. Còn bây giờ quý vị biết mà không đúng thì sao nhá? À, chữ cái gì mà viết gọi ra vậy? Chính là giá Sariputta rồi. Sariputta, Upatissa. À, không biết cháu được rồi. Sariputta rồi. Upatissa hai là một ha, bởi vì khi nhớ rằng chữ Sari có nghĩa là tên người mẹ, Putta là con trai của bà Sari cho nên gọi là Sariputta ha, mà chúng ta hay nghe là một Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất. Nhưng mà cái điều quan trọng khi mà chúng ta học cái danh từ riêng, đừng có bao giờ dịch ra tiếng Việt. Dịch ra tiếng Việt mà coi như là ví dụ như Xá Lợi Phất một tiền liên, nghe có vẻ mất dịch quá. Để nguyên cái tên người ta vậy nó hay hơn. Đã gọi là danh từ riêng là riêng rồi, đừng có dịch gì hết á. À, Sariputta Moggallana ha. Rồi, Sariputta đúng rồi. Còn ngài ngài Mục Kiền Liên ấy, à, về nói tiếng Việt. Nhưng mà Mục Kiền Liên có hai tên. Moggallana là một, Polita là hai. Polita là một, Moggallana là hai. Vậy thì Moggallana biết làm sao đây? Alo, alo, móc. Ồ, cái này chưa đúng nè, xin nhật quỳnh. Móc là xích mê ta, hình như thêm dấu không được phải không? Móc là na. À, à, móc là na. À, rồi, chỉ còn mai như vậy là thêm dấu được rồi này. Moggallana. À, thì trong hai vị này, một vị đệ nhất thần thông ha, tức là ngài Mục Kiền Liên này, à, Moggallana này, vị đệ nhất trí tuệ này, ngài Sariputta. À, trong hai vị này có một sự ngộ nhận, à, có một sự ngộ nhận. Mà theo lăng truyền của chúng ta thì ngài Sariputta là một cái người hiếu hành đệ nhất, một người có hiếu, đại hiếu. Và trong khi ngài Moggallana là một cái người một bất hiếu. À, ngộ ha. Nhưng mà ngài Moggallana thì được các cái hệ phái khác tôn là một cái vị đại hiếu, một vị đại hiếu. Kinh sách của chúng ta thì cho biết rằng ngài Sariputta mới là đại hiếu, mà ngài Moggallana là bất hiếu. Cho nên cái chết của ngài Moggallana là một cái chết để nói lên cái tội của mình. Mặc dù
là một cái vị thánh, một cái vị mà đệ nhất hoàng thông, nhưng mà cũng không tránh khỏi ác nghiệp, không tránh khỏi ác nghiệp. Vậy thì đây, thì có một câu này trở lại vấn đề, trở lại vấn đề câu Phật ngôn số 11, 12. Thì câu 12 này nói lên cái sự chân thật, mình biết chân thật, không chân thật, biết mình không chân thật, à, đạt được cái sự, chứng đạt được cái sự chân thật đó do cái sự suy nghĩ chân chánh này, do cái hạnh của mình chân chánh này. Mà cái vấn đề quan trọng ở đây, chánh tư tức là thấy mới tư duy. Mình thấy như thế nào? Ngài Sariputta ha, quý vị thấy nè, à mới nhìn thôi, mới nhìn Ngài Asacchi thôi, mà nhìn như vậy cũng đã có một cái vấn đề. Ồ, cái ông này à không phải là người thường, bởi vì cái tướng đi, cái phong độ, rồi cái nó tỏa ra, mà Ngài Sariputta là một cái người am hiểu về Phệ Đà ha, Tam Phệ Đà, coi tướng này, à, nhân tướng này, à, cho nên nhìn cái tướng bên ngoài là thấy rằng cái người này không phải là người bình thường. Mà muốn tiếp cận á thì mình phải làm bổn phận của mình. Bây giờ đang đi khất thực, mà bây giờ tới mình đặt những câu hỏi thì không thích hợp. Thôi bây giờ một người đi tầm đạo thì phải biết đúng lúc đúng thời là đang đi khất thực, thì kéo đẻ theo sáu giờ khi nào khất thực xong rồi dưới một gốc cây ngồi xuống dùng vật thực, thì mình mới thể hiện cái vai trò là một người đệ tử. Rồi khi đó trải tọa cụ này, dâng nước này, rồi phục dịch giống như một người đệ tử, à, hầu hạ một ông thầy. Rồi cũng chưa xong nè, chờ khi nào ăn uống xong xuôi, tay rời khỏi bình bát am, rồi khi đó mới chào hỏi thân mật, à, mới ngợi khen, à, cái sắc tướng, rồi cái phong thái, rồi đặt câu hỏi, à, đặt câu hỏi. Và chúng ta thấy Ngài Asacchi là thể hiện rất là tuyệt vời các pháp sanh lên bởi một nhân, à, và chỉ nói rằng các pháp phát sanh lên bởi một nhân thì Ngài Sariputta đã biết rồi, à, đã hiểu, à, tức là có sanh thì phải có diệt, đó là điều đương nhiên. Và Bậc Đạo Sư đã nhìn thấy cái nguyên nhân đó, à, như vậy thì ở đây muốn truyền đạt lại cho vị thầy cũ của mình, tức là Đạo Sư Sanh Trần Giá. Nhưng mà vị Đạo Sư này cố chấp nghĩ rằng mình là một cái vị thầy mà đi làm đệ tử người khác, đó là một điều không thích nghi, không xứng đáng. Và lại đưa ra một cái câu hỏi: trên thế gian này người trí và kẻ ngu thì cái thành phần nào hơn? À, thì người trí ít, kẻ ngu nhiều. Người trí ít, vậy thì những người trí cứ theo người trí đi, còn những kẻ ngu sẽ về với ta. Quý vị thấy không? Những kẻ ngu về với ta thì làm sao có chánh tư chánh hạnh? Nếu mà suy nghĩ như vậy làm sao có chánh tư chánh hạnh? Thôi bây giờ nhường lại cho quý vị có ý kiến. À, xin mời quý vị. Quý vị có ý nghĩ thế nào về câu Phật ngôn 11, 12? Quý vị cứ đưa tay. Alo, alo. À, không mà giờ thầy
à, Huynh An Trần cũng nghiên cứu rất nhiều. Vậy thì mời Huynh An Trần đi. Mời Huynh An Trần Quan Hỷ à, có ý kiến gì về câu Phật ngôn 11, 12 rồi, ít nhiều gì cũng nên có ý kiến. Rồi mời Huynh ha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính chào quý sư, quý cô tu nữ, cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa sư, con có ý kiến theo sự hiểu biết của con nó có giới hạn, thành ra sư mời thì con chỉ nói thôi.